Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay ngày 10 tháng 11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên chính phủ về hai nhóm vấn đề, y tế và lao động, thương binh và xã hội. Về nhóm vấn đề y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất. Đối với nhóm vấn đề lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, thống đốc ngân hàng nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.